Sáng 30 tháng 7 ở nội dung 200m ếch nữ, kỳ ngư Nam Phi Schoenmaker giành chiến thắng với thành tích 2 phút 18 giây 95, phá kỷ lục thế giới 2 phút 19,11 giây, vốn thuộc về kỳ ngư người Đan Mạch Rikke Møller-Pedersen, lập ở giải thế giới năm 2013. Kỳ ngư 24 tuổi mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Nam Phi ở Olympic 2020. Trước đó ở nội dung 100m bơi ếch nữ, Schoenmaker giành được huy chương bạc. Như vậy cô đã giành tới 2 huy chương cho đoàn Nam Phi trong Thế vận hội lần này. Cái tên Momiji Nishiya ngày 26 tháng 7 đã đi vào lịch sử Thế vận hội khi trở thành nhà vô địch bộ môn ván trượt trẻ tuổi nhất trong lịch sử Olympic. Nữ vận động viên người Nhật Bản đã giành huy chương vàng ở nội dung ván trượt nữ khi mới 13 tuổi 330 ngày, vượt qua hai đối thủ Reisa Lin, vận động viên người Brazil với huy chương bạc và đồng hương Nhật Bản Funa Nakayama huy chương đồng. Ván trượt là một trong 4 môn thể thao ra mắt lần đầu tiên tại Olympic Tokyo 2020 cùng với các bộ môn lướt sóng, leo núi thể thao và karate. Ở tuổi 17, Lydia Jacoby thể hiện tài năng của mình ở nội dung 100m bơi ếch nữ, mang vinh quang về cho đoàn Mỹ tại Olympic 2020. Ở nội dung 100m bơi ếch nữ, Jacoby giành huy chương vàng với thành tích 64 giây 95. Đây cũng là tấm huy chương vàng đầu tiên được một vận động viên bơi nữ mang về cho đoàn thể thao Mỹ ở Olympic 2020. Ngoài ra, Jacoby còn là một ca sĩ, nhạc công guitar bass. Cô là thành viên của ban nhạc Snow River String và từng lưu diễn ở nhiều thế vận hội tại Alaska. Ngày 27 tháng 7, kỳ ngư người Anh Tom Dean, 21 tuổi, giành huy chương vàng Olympic 2020 ở nội dung bơi 200m tự do nam. Trước đó, anh từng 2 lần chiến đấu với Covid-19, giành suất tham dự Thế vận hội. Anh cho biết mình nhận kết quả xét nghiệm dương tính lần đầu vào tháng 9 năm 2020 và tiếp tục chiến đấu với virus SARS-CoV-2 đầu năm nay. Lần tái nhiễm thứ 2 ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ hô hấp của anh. Hãng tin AP nhấn mạnh, chiến thắng do vận động viên Tom Dean đem về đánh dấu lần đầu tiên xứ sở sương mù dẫn đầu đường đua xanh ở kỳ Thế vận hội trong hơn 100 năm qua, kể từ Olympic năm 1908 ở London. Naomi Osaka gây thất vọng lớn khi để thua Vondrousova ở vòng 3 nội dung đơn nữ với tỷ số các set là 1-6, 4-6. Ở set đầu tiên, cô từng để cho tay vợt hạng 42 thế giới dẫn trước với tỷ số 0-4. Tình hình có vẻ khởi sắc hơn với Osaka vào đầu set đấu thứ 2, nhưng cô không thể duy trì lợi thế. Tay vợt nước chủ nhà mắc 18 lỗi ở trận đấu này và nhiều lần không thể ghi điểm trong những tình huống giao bóng của mình. Trong khi đó, Vondrousova có 6 lần mắc sai lầm, giành 14 trong tổng 16 điểm từ những tình huống giao bóng. Niềm hy vọng huy chương vàng ở môn quần vợt của đoàn thể thao Nhật Bản sớm bị loại. Điều này khiến nhiều người cảm thấy tiếc nuối bởi Osaka muốn giành vinh quang ở kỳ Olympic được tổ chức trên quê hương. Cú sốc đầu tiên tới với môn bóng đá nam Olympic 2020 khi đội Á quân Thế vận hội 2016 Đức dừng bước ngay từ vòng bảng. Kết thúc bảng D môn bóng đá nam tại Olympic Tokyo 2020, Brazil, bờ biển Nga chia nhau hai vị trí đầu tiên và đi tiếp vào vòng tứ kết. Olympic Brazil có 7 điểm đứng thứ nhất, trong khi Olympic bờ biển Nga xếp thứ nhì với 5 điểm. Olympic Đức có 4 điểm bị loại cùng với Olympic Ả Rập Xê Út với 0 điểm. Ở nội dung 3 môn phối hợp triathlon tại Olympic 2020, sai lầm lớn đã diễn ra trong giai đoạn khởi động khi trọng tài cho bắt đầu cuộc đua lúc chiếc thuyền quay phim của ban tổ chức vẫn đang trên mặt nước và chắn trước mặt nhiều vận động viên. Những vận động viên không bị thuyền chắn tuân thủ đúng hiệu lệnh của trọng tài và lập tức lao xuống sông để thực hiện phần thi bơi. Các vận động viên này sau đó bị gọi trở lại bục để thực hiện lại phần thi dù đã bơi một quãng khá xa. 3 môn phối hợp là nội dung thi gồm bơi 1,5 km, đạp xe 43 km và chạy bộ 10 km. Đây được xem là nội dung thi cực kỳ khắc nghiệt và được đưa vào chương trình cạnh tranh huy chương ở Olympic kể từ Thế vận hội Sydney 2000. Chiều 29 tháng 7, kỳ ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã thi đấu ở nội dung bơi 800m tự do nữ. Cô kết thúc nhóm thi đầu tiên ở vị trí cuối cùng với thành tích 9 phút 3 giây 56, kém rất xa thành tích tốt nhất của chính mình là 8 phút 48 giây 65. Với kết quả này, Ánh Viên chính thức nói lời chia tay Olympic Tokyo 2020 bởi 3 nhóm thi còn lại đều gồm những kỳ ngư mạnh hơn. Sau khi thất bại ở cả 3 lần cử đẩy với các mức tạ 150kg, 150kg và 153kg, Thạch Kim Tuấn không được tính thành tích ở phần thi chung kết cử tạ nam hạng cân dưới 61kg. Ở phần thi cử giật, lực sĩ Việt Nam phải mất 2 lần để hoàn thành mức tạ 126kg. Sau đó anh không thành công với mức tạ 130kg. Trước khi đoàn thể thao Việt Nam tranh tài tại Olympic 2020, lãnh đạo đoàn đặt niềm hy vọng huy chương vào cử tạ với hai đô cử Thạch Kim Tuấn 61kg nam và Hoàng Thị Duyên 59kg nữ. Song Kim Tuấn đã không thể hiện thực hóa hy vọng đó và cũng là niềm mong ước cá nhân của anh. Vậy là cử tạ Việt Nam thêm một lần thất bại tại Olympic, còn Thạch Kim Tuấn vẫn chưa thể sánh ngang cùng đàn anh Hoàng Anh Tuấn, người giành huy chương bạc tại Bắc Kinh 2008.